đơn vị đặc nhiệm bí ẩn của quân đội Mỹ. Lực lượng đặc nhiệm 88, còn gọi là lực lượng đặc nhiệm bóng tối, được hình thành trong giai đoạn ác chiến của cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan. Đơn vị này được cho là thường xuyên thực hiện sứ mệnh tối mật tiêu diệt các tổ chức khủng bố. Đặc nhiệm 88 là đơn vị kết hợp giữa lực lượng đặc nhiệm SEAL Delta của Mỹ với đặc nhiệm không quân Anh SAS. Sự tồn tại và hoạt động bí mật của đơn vị này được cho là bị lộ sau cuộc đột kích ở Syria năm 2008. Phi đội thử nghiệm 6493 là một đơn vị khá kỳ lạ, được thành lập và hoạt động trong giai đoạn 1958 đến 1986. Nhiệm vụ của phi đội là phải căn thời gian thật chuẩn xác để dùng một chiếc lưới đặc biệt bắt chiếc dù chứa cuộn phim thả về từ vệ tinh do thám bên ngoài khí quyển. Việc thu hồi được coi là một phần trong chương trình vệ tinh do thám bí mật Corona của Mỹ. Các phi công làm nhiệm vụ được yêu cầu giữ bí mật tuyệt đối về kiện hàng, nếu không bắt được nó trên không bằng mọi giá, họ phải thu hồi nó dưới biển để không rơi vào tay Liên Xô. Delta Force trải qua khá nhiều thay đổi về tên gọi trong quá trình hoạt động nhằm đảm bảo yếu tố bí mật. Yêu cầu về một đơn vị chống khủng bố tinh nhuệ được đề xuất nhiều lần trong những năm 1970. Delta được cho là hình thành vào cuối năm 1977 để đáp ứng yêu cầu đó. Ngày nay, Delta là một trong những đơn vị đặc nhiệm ưu tú nhất thế giới. SEAL Team 6 lập chiến công hiển hách trong chiến dịch tiêu diệt chùm khủng bố quốc tế Osama Bin Laden năm 2011. Giải cứu thành công thuyền trưởng Richard Philip bị cướp biển Somalia bắt giữ năm 2009, đơn vị được thành lập từ năm 1981. Đơn vị quân đội 7781 là một tổ chức tình báo hoạt động bí mật ở Tây Đức giai đoạn 1956-1984. Đơn vị có nhiệm vụ tiến hành các hoạt động gián điệp để phát hiện, ngăn chặn các kế hoạch của Liên Xô nhằm vào Tây Đức. Bob Jarrett, một cựu thành viên nghỉ hưu, đã tiết lộ về sự tồn tại của đơn vị mà trước đây chưa từng được biết đến. Phòng Hoạch định Chiến lược OSS, tiền thân của cơ quan tình báo trung ương CIA, đơn vị được thành lập vào năm 1942 với nhiệm vụ thu thập tin tức tình báo, phân tích chiến lược cũng như tiến hành các hoạt động bí mật những năm Thế chiến thứ hai. Sau Thế chiến thứ hai, tháng 1 năm 1946, Tổng thống Harry Truman giải thể OSS và thành lập Tập đoàn Tình báo Trung ương CIG. Đến ngày 18 tháng 9 năm 1947, CIG chính thức được đổi tên thành Cơ quan Tình báo Trung ương CIA. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.